Năm nay nhiều vườn sầu riêng tại Đắk Lắk bị rụng hoa và trái non hàng loạt, khiến người trồng lo lắng về một mùa vụ thất thu. Đắk Lắk hiện có khoảng 22.000 ha sầu riêng, sản lượng bình quân hàng năm đạt 170.000 tấn. Tuy nhiên năm nay nhiều địa phương xảy ra hiện tượng sầu riêng rụng hoa và trái non hàng loạt, có hộ bị rụng từ 50 đến 60% sản lượng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do cây thiếu dinh dưỡng và thời tiết bất lợi.